Vâng, đến với cuốn video này, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn khu vườn cảnh nhà chị Đỗ Vững ở chợ Hoa Cây Cảnh Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thăm quan khu vườn, tôi sẽ lấy hình ảnh của một số những cây tiêu biểu ở những cái dòng cây khác nhau và kích thước lớn nhỏ để chúng ta một phần cũng được biết là ở đây có những cái loại cây gì và tham khảo giá cả để chúng ta được biết. Đây là khu vườn cũng tương đối rộng và nhiều chủng loại cây kích thước khác nhau. Tùng cũng rất nhiều, chủ yếu là tùng tán tầng và những cây mai chiếu thủy cổ. Đến đây tôi giới thiệu trước với các bạn một số những cây cần thăng bonsai BD được tạo dáng rất là dẻo cây. Vâng, và trong khi tôi chia sẻ hình ảnh, có rất nhiều những cái anh đam mê cây cảnh đến để chiêm ngưỡng một cái cặp xanh có cái tuổi đời rất cao. Em có cái máy to, nó lấy trộm của em từ tết hai cái rồi 14 triệu tiếc rồi. Em có máy này nên em không chửi được. Cây kiểu nó ế mua nào máy này, nó lấy em hai lần, em không có duyên với chơi như thế. Chơi điện thoại to lên này, nó cây ngược quế này mấy tiền này? Ngược quế của người ta cũng đúng. Cô đi ăn chỗ kia rất nhiều anh ấy. Cô về nhà thì cô có bán cái thế đâu mà cô ở đây. Thế bây giờ em ơi, ở bên kia có ai đâu? Dạ. Bên kia có ai đâu? Các bác vào đây mà xem cái thế. Trong này. Mà bên vườn bên kia có ai đâu? Không ai có em ở đấy mà anh cứ quay cái vườn được rồi em. Quay nhưng mà em anh biết nói gì? Vâng. Bắt chờ xinh à? Cái số cần thăng này chị bán với giá bao nhiêu? Cái số cần thăng này em bán 400. 400 một cây à? Vâng. Vâng. Tôi làm cái chương trình này tôi cũng muốn là chị Đỗ Vững sẽ báo giá một cách nó sát hơn để chúng ta cảm thấy giao lưu được. Và qua cái số điện thoại trên màn hình, Đỗ Sinh cũng giới thiệu đó là số điện thoại của chị Đỗ Vững. Các bạn sẽ liên hệ. Bởi vì tôi được biết là chị Đỗ Vững đã chuyển được rất nhiều vào cây vào phía Nam, theo cái đơn hàng của các anh ở trong các tỉnh phía Nam. Đấy, có những nhà vườn còn đánh xe ra để lấy trực tiếp ở vườn Đỗ Vững. Ví dụ như những cây tùng này thì giá bao nhiêu? Cây tùng này là em bán 500. 500? Vâng. Vâng.
À, nói chung là số các anh ở trong miền Nam ra lấy thì lấy dòng bonsai mini là chính, và tầm nhỏ thôi. À, đó là một cái nguồn khai thác rất tốt. Ở cái vị trí đấy, vườn chị Đỗ Vững. À, cây mai chiếu thủy cổ này giờ chị giao lưu giá bao nhiêu nhỉ? Cái đôi em bán 10 triệu, 5 triệu. Tức là 5 triệu một cây. Đây chỉ có một đôi à? Có một đôi. Và đây là một số những cái tùng tán tầng cũng như là dáng trực văn nhân. Những cái tùng tán tầng này bao nhiêu tiền một cây em? Em Vững ơi, những cái tùng tán tầng này giá bao tiền một cây? Tán tầng em chỉ bán 3 triệu rưỡi một cây. 3 triệu rưỡi một cây. Cây to bên này là 5 triệu. Đường kính gốc lớn hơn. Đây về nhà đi, có mấy nhiều khách ở nhà đấy. Người ta đang uống một đôi xanh già, ta bỏ 20 triệu thì cứ bỏ các bác giả bên. Về thì không có ai đây báo giá. À, với cái cụm số lượng tùng nhiều như thế này thì chúng ta đến đây cũng sẽ được lựa chọn tùng dáng long, lập hạc cũng như là dáng trực văn nhân. À, những cây mai chiếu thủy tầm nhỏ như thế này thì giá bao nhiêu chị? 700. 700 à? Vâng. Cây mai chiếu thủy thân 1, dáng trực rất là chiều cao, tầm khoảng độ 1,5 m. Cây này giá khoảng bao nhiêu? 10 triệu cây này. Những cái tùng La Hán tầm nhỏ này giá bao nhiêu em ơi? Mấy cái tùng nhỏ này hay này. Mấy cái tùng La Hán tầm nhỏ này giá bao nhiêu? 4 triệu. 4 triệu một cây. À cũng được đấy. Và tôi thấy anh chị Đỗ Vững có một bệ lục vừng cũng tương đối to. Đang ở trên chậu lớn như này. Đúng cái dịp này rất nhiều hoa đã buông xuống, những cái vòi hoa rất là dài.
bớt bao nhiêu này? Em không bớt đâu. Cái này em không có lãi, em chỉ lãi 10.000 của anh thôi. Thật mà. Đúng giá. Những cái lần bé này. Cây nào, cây nào? Đây. À, những cái bé con này. Dây thì chắc là khoảng tầm tháng 7, tháng 8 là anh cởi được. 3 tháng sau, 90 ngày này bỏ được. Mùa này nó nhanh, mùa mưa này nhanh. Một số những cái bệ xanh tầm nhỏ rất là hay. Cây trên. Anh mua có một cây đây à? À, mấy tiền? 250, quá là hợp lý. Vâng, rất là hay. Cây tùng bonsai mini. Khoảng độ tháng 10 này anh cởi dây ạ. Qua cái mùa mưa này đi cho nó tay nó đóng ổn. Cái này gọt bớt đất cho chậu khác được không nhỉ? Được anh ạ. Bây giờ thay luôn được. Tốt nhất là anh cứ thế này, anh rời đã, đừng thay chậu vội. Để cho nó khỏe cây đã. Tháo dây xong anh thay chậu, cuối năm anh thay chậu. Tùng người ta làm mùa đông nhá, vâng. Anh nhớ cái câu ấy. Vâng, tức là rét phải mới thay chậu. Vâng, tháng 11 âm. Vâng. 250.000 cây tùng La Hán như thế này tôi thấy là rất là hợp lý đối với chúng ta. À, các bạn có thể đến đây lấy một lô 15-20 cây, vài chục cây. Thế cái cây lục vừng này nếu bán thì giá bao nhiêu nhỉ? 20 triệu cây lục vừng này, to này á? Vâng, đây là hai số điện thoại của nhà vườn Đỗ Vững. Vâng, đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp. Tiếp tục tham khảo chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông.